anh em, đang thay anh trai cái gương Mitsubishi Fuso nhá. Đấy 7.5 này các bạn này. Đây con này thì các bạn mình chia sẻ qua cái lắp nhá. Con này không phải anh em làm với cái lắp đâu anh em ạ. Lắp thì rất là đơn giản thôi, nhưng mà anh em phải với cái lắp. Đấy, đầu tiên là anh em tháo cho mình cái này nhá. Anh trai tháo em không? Tháo em không? Đấy, đầu tiên là các bạn tháo lốc này cho mình nhá. Các bạn sẽ lồng này vào đây trước này. Lồng này trước. Cả lồng này về trước nhá. Đó, sau đó các bạn phải có mưu. Mưu là sao thì nó căng, anh bóp cho em phát. Đấy, các bạn bóp này vào, bóp tay vào rồi xong. Đấy, các bạn rút cái tô vít đây thôi. Đấy, chồng em tô vít hay em cầm ra kìa. Đấy, chồng vào lỗ ấy. Đấy, để định vị lỗ trước. Đấy, đúng rồi, anh bẻ tay gương đi anh. Anh bẻ tay gương cho nó vào trong thì là anh chọc vào. Đấy, các bạn chọc vào đây này. Đấy, đút thẳng luôn thì bắt đầu là đúng lỗ nó mới vào ốc. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Nhiều người không biết cái này là chọc ốc đến nửa ngày không xong. Đấy, các bạn thấy không? Rất là đơn giản. Đấy, cầm tô vít anh chọc vào xong. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn làm đúng bài này của mình nhá, là 100% là các bạn tao bằng gương trong vòng đúng 3 phút. Còn nếu mà các bạn mà không chọc cái tô vít mà định vị con ốc vào thì các bạn có đến 10 phút chẳng xong. Chưa đúng lỗ sao anh ạ? Anh xem lại. Anh để cái tay gương vào trong ấy là anh có thể nhìn được cái lỗ. Anh để tay gương vào trong này. Anh để cả cân đấy. Anh để cả cân vào phía trong đấy. Đúng rồi, chuẩn luôn đấy. Đấy, anh nhìn đi. Đấy, các bạn nhớ là chọc cái tô vít ấy qua cái lỗ để các bạn biết sao không, để cho nó thẳng vào cái lỗ ốc bên trong thì là các bạn sẽ tháo ốc rất là dễ. Không nhiều anh em mà không làm bài này mà các bạn cứ xò xò ốc qua là không bao giờ có thể vào tới được. Đấy, giờ rút ra chọc lại anh em nhá, chọc lại lần nữa các bạn xem này. Đây là gương của Mitsubishi Tanto 7.5. Đấy, nó đang chưa đây, anh để em tí rồi anh rút nó ra đi. Ốc nó dài lắm đấy nhá, đoạn này nó đang mắc. Đấy, anh chọc lại đi. Anh chọc lại cho đúng lỗ, chọc đúng lỗ này. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Không, không bay được. Anh chọc bằng cái bốn cạnh ấy. Cho bốn cạnh cho chuẩn. Cho đúng lỗ luôn. Đấy, anh chọc lại cho đúng lỗ, đúng lỗ chuẩn luôn. Chưa đúng, đúng chưa anh, đúng chưa? Rồi anh bắt ốc vào đi. Đeo cho em đi. Em đang, anh lại bắt ốc lại. Anh chọc lại. Đúng lỗ chưa anh? Ok, anh trai bắt đi, em đi cho. Bây giờ các bạn đút làm sao cái tô vít nó phải thẳng tưng như này là mới chuẩn nhá. Anh em mà đút mà tô vít bị chéo là không chuẩn. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, các bạn thấy không? Một phát là vào luôn. Các bạn phải đút làm sao cái tô vít nó thẳng tưng thì có nghĩa là bao gồm là ok, anh đừng vặn chặt bộ để cho anh điều chỉnh gương ạ. Anh ơi, chỉnh cho em phát. Được chưa? Vào đi ta. Vào trong, vào trong. Nhẹ nhàng qua nhẹ không có. Anh lời viết ra một cái mô lai gen anh ạ, cho nó nhẹ. Đấy rồi, anh cầm tay anh bẻ, đừng cầm bằng ngón tay. Đấy anh ơi. Anh cầm như này, anh cầm như này. Đấy, cầm như thế, nó có lực. Hơi chặt rồi. Anh gọi nha các bạn, sau khi lắp xong qua đây cho mình là lúm đây là xong. Chuẩn luôn mà anh. Không, đá chuẩn luôn anh yên tâm. Đá chuẩn luôn yên tâm. Đá chuẩn đây. Anh em, đây anh trai độ mấy quả đèn rất là led anh em nhá. Rất là led luôn. Đấy. Em cảm ơn nha chạy nha, có đi bông của em. Đấy, ok cho anh em. Mitsubishi Canter anh em nhá. Đấy, đời 2000 có lại phải 18-19 anh em nhỉ. Mình cũng không chó lắm. Đấy, chỉ biết là Fuso ở đấy thường nhôm. Anh em ơi, chỉ tầm khoảng hơn 1 tháng thôi là mình đã chuyển sang số nhà 110 các bạn nhá. Cách nhà mình là 4 nhà, hiện tại thì mình vẫn đang làm việc ở 98A. Anh em nhớ ủng hộ mình theo số điện thoại là 09788 23083 và 09788 23038 anh em nhé.